Liên tục 2 ngày qua có mưa dông ở Bắc Bộ, nhưng dường như sự oi nóng vẫn chưa được xua bớt. Nguyên nhân là do đây chỉ là mưa dông nhiệt do mây đối lưu phát triển mạnh, chưa phải là một khối khí mát tràn xuống. Cơ quan khí tượng cho biết nắng nóng sẽ hạ nhiệt một cách rõ ràng hơn từ tuần tới khi khối khí này tràn về. Chiều nay nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra ở khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên và một số nơi ở Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội với nền nhiệt phổ biến lúc 13 giờ khoảng 35 độ C. Một số nơi có nhiệt độ cao hơn như Thọ Xuân, Thanh Hóa 35,6 độ C, Con Cuông, Nghệ An 35,5 độ C, Nam Đông, Thừa Thiên Huế 35,4 độ C. Ngày mai ở miền Trung vẫn tiếp tục nắng nóng, trong khi đó ở Bắc Bộ nền nhiệt có xu hướng hạ thấp hơn một chút ở ngưỡng 33 đến 34 độ C và kết thúc đợt nắng nóng kéo dài suốt một tuần qua. Tuy nhiên người dân cũng cần hiểu rằng vào mùa hè thì sự hạ nhiệt này không đáng là bao và ra đường vẫn là một cảm giác nóng bức. Cơ quan khí tượng nhận định phải đến ngày 22 tháng 5, một đợt không khí lạnh tràn xuống gây mưa dông ở Bắc Bộ vào chiều tối. Vùng núi và Trung Du còn có khả năng mưa to, dông mạnh, trời chuyển mát, nhưng nắng nóng sẽ quay trở lại ngay dù mức độ sẽ không gay gắt như đợt vừa qua.